Bị thủng hết. Chuẩn bị dịnh quy lại nha. Đúng rồi, trái sao vậy? Đó đúng rồi, từ từ. Đó vậy đó. Nghĩ đậu á. Rồi nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chị vậy? Quay cho trong kia á Điền. Quay cho trong người nó mới hay. Không có, nó sợi dây đâu, sợi dây đâu. Đập ra nè. Gì cứng vậy? Rồi còn cái đứt đó nha, khẽ. Rồi, từ 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 từ. Đó. Rồi. Thôi dọn nhà. Rồi. Ê, cái dao đâu? Cắt bánh kem được. Ben. Rồi, chung cơm nắm tay mẹ lại tặng bánh kem rồi con. Sao cái này cả nhà làm cái cứng vậy? Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì mình có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ là sinh nhật của bà xã mình nghe các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm cái món tôm luộc nước dừa. Bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng với gia đình của mình là thưởng thức cái buổi sinh nhật ngày hôm nay và cùng với cái món tôm là tôm luộc nước dừa. Còn có thêm hai cái món phụ nữa các bạn. Đây là chân gà hầm sả. Rồi tiếp là thịt bò xào với củ hành đậu, nói chung là xào lộn xộn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào tiệc ha. Mời tất cả các bạn nha. Cái dừa này ấy, đặc trị lục bích không ạ? Chín không? Chơi đi luôn hết chưa? Đổ hết thì đổ. Còn thì mình vừa đủ nồi thôi. Làm hai lớp rồi. Rồi, rồi lấy nước nó luộc tiếp. Ừ. Chứ thêm lớp nữa nó cũng đâu hết. Tá
không có mọi hồi còn thêm một rồi. Hiện tại tôm luộc nước dừa đã hoàn thành nha các bạn. Bây giờ mình mời tất cả các bạn ha. Đây. Cơm cho mẹ con lấy đi. Chấm tôm chấm gì? Cơm chấm nước chấm hành thắng. Nè. Chấm muối á. Muối đâu? Này bằng muối này. Chấm cái này cũng ngon lắm luôn á. Rồi chấm hành thắng đi. Cho chấm hành thắng. Để ăn sức là ngon. Điện cái mùi ăn. Đi ngồi để ấy bên tí anh điện. Cháu điện gắp gì vậy Út Điện? Gắp vào. Để thôi mình ăn hết rồi lấy về ông nội mười ăn được con. Quá ngon luôn nè, bồi ngon quá. Cho nội sao không lỡn lỡn lỡn. Ủa sao bữa nay cho ông nội bà nội ăn trễ vậy? Lỡn vậy mà. Đừng lột sổ. Cảm ơn con Nga. Đây, mình mời tất cả các bạn nha. Còn lấy cái chén không? Cái đĩa này mất rồi. Múc chắc hơn tháng. Rỡ ra hả? Rỡ ra hả? Đổ vậy mà. Làm gì đó, không bỏ cái này đây, cái đó kia. Cái hơi đầu ra đầu, mình cho mình nên con lọt luôn. Ủa vì lớp 3 hả quay? Mới bỏ. Tại sao đi khen gì? Để lớp 3 cái gì? Lớp 3 có mấy cô mấy gì á. Đó. Cô giáo 3. Cô giáo cấp 3. Nhớ rồi, nhớ bên mộng hàng. Trời ơi, mời cả nhà nha. Cái nhỏ vậy? Để đi anh. Rồi, mời cả nhà nha. Rồi đũa rồi. Đũa gấp thành bò ăn đấy. Bò này nhí, hai cộng nhí luôn à. Trời ơi, bò hát gì dữ vậy? Trời ơi mà. Bò hát vậy đi. Ừ, vậy mới ngon. Nó bự luôn mà. Sao không biết. Nó kêu là nó mới ra lợi dở không xả lại được. Ăn mấy củ hành mới ngon. Mấy ít hành lá với hành này cho ăn. Hành đậu hành cứu. Ngon. Cái gì vậy cơ? Bún nữa ăn. Mày ăn vậy không hả? Ừ. Hôm nay đây có cái chiều vậy đó. Không cho ăn làm dễ làm á. Chào cả nhà nha, chúng tôi mình nha cả nhà. Mời cả nhà ăn giò gà nha. Ăn cơm. Ờ, chân gà này chấm này ngon nha. Này không có nói gì đâu anh ơi. Rồi. Ừ. Mời cả nhà nha, đũa này tới luôn rồi. Giọng cái họng khỏi nói chuyện luôn. Ngon rồi. Nói thịt dài, ăn thịt dài. Rồi sao? Ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Ngon. Ngon không cơ? Vị ngon không? Vị đeo đông đồng luôn em. Nắm tay vậy. Không Vị đó. Nó chén đi rồi, ai để chén đó vậy? Ai biết. Từ từ con.
Khi đưa bún về cái để chén nó rộng ai cũng bún miệng chén để hỏi ai được chén vậy. Không biết cho là không biết rồi rồi. Mới bữa qua thì ra. Chỗ gì thì bò gần gần đây gấp ơi sao xá vậy? Hai dĩa nó nồng nồng. Nè, đây đi dĩa đó đi. Bên đây có hai cái. Đây là chưa ăn mà. Thì để đó đi rồi. Gắm cỏ vô quậy nè. Nè chị hai bỏ ở đây đặng em lấy nữa. Mẹ chén nữa để mà. Được không? Bà nội đang làm công chuyện. Bếp này không khô bếp bự mà nó chạy quá chạy. Tao hoang quá, tao tìm nổi người ta, tao bóp rồi bác. Tao biết gà, nhức tao bên nội. Ủa cái này mẹ mua hả? Ủa cái gà mình đâu vậy? Hư hả? Ừ, có hư. Mua mà. Cái đó cái gà cũ bữa đem về đâu á. Là Bình Dương mấy năm mà nó. Vậy mà mình nói cái quế bếp này của mình chứ. Bếp này là mà của mẹ mua ra lẩu ha. Ừ. Sắc cũng không hai ba cái luôn rồi. Bếp của mình đưa về đâu không biết. Không biết là gõ hỏng nó ra biết tiền không vậy? Biết mình nấu có nhảy đó. Nhớ vậy. Dễ phát nghệ đó. Thôi đừng đầu lao. Vô mà làm gì? Đi vô được không? Dạ, dạ. Đi vô đi. Lâu quá, không lên đây không biết đường đi chị hả? Có đi đâu vô đây? Dạ. Cho hỏi là có đi gì? Nguyên, tỷ đợi đây. Ừ. Nói mẹ mẹ tạm thời đi thôi chứ. Ngày ngủ nhắm ngày tạm. Có. Ai biết đâu, đâu chưa gửi là tại hôm bữa vậy chứ. Để luôn ơi, chừng mà treo cờ hả? Làm gì? Có cái làm giống hả? Còn muốn nhân nó cũng lấy nắm nó vừa đốt. Cũng không có, tại phải. Ú cây đó. Nó ngay là phải rửa đốt. Sao đốt luôn nó ngay không rồi con để nó não khô khô. Cứ để vậy tới hồi nó khô nó đau ngay. Thôi để vậy, uống vậy mà. Ừ nhưng mà uống như vậy nó sẽ trả lại đúng không? Mai mốt rửa ra trả đúng không? Còn cách khác. Bây giờ không, nó chơi là tới treo cờ lấy lên. Là lấy nó vừa không? Giờ để cho nó ngay, sắp cho ngay phải không? Dặn nó cho không? Lấy vừa thơm hơn ngàn một cái rồi bỏ một cái hay là nó mất công đó đó cha mày lựa cây giữa đám mình dâu nội tao sao đốn mày sao bị ra cái cây cái cây đó nó già không phải cái cây đó nó ngay nó thẳng tại vì nó chen không ra được nó không có được lấy được nó cái này công á nên lãng cho chỉ cái đó đúng không nó cây này không đốn mà gì không lỡ nó mày cũng uống hay gì đó vậy chứ dâu mà không uống giống che gì không phải uống nó mới đơn giản gì đâu ví dụ giờ nó đó không được đúng không đeo lên mấy cột rồi buộc như buộc xào vậy đó nè con hôm trước hình như cây tầm giông đang đốt não nè sờ đồ đó công trọng nó lầy quá lầy vậy đó trời mốt không được thì gửi sờ đồ này ra đúng không mấy cây nó đắp lại ra rồi chặt cái vừa nói cha mày mày không đốt cây này nó làm đốt hết rồi đốt hết cả rồi mày tới cây đó rồi cây đó là chịu thua rồi. Đấy, nhưng nó khô quá nó nằm trong tại trong nó không có quật qua quật lại nó mới ngay đó cây đó nguyên đó đó thì nó thẳng lên vậy nó không có ngã qua ngã lại được chắc mà chịu nghĩa bia đúng không vậy nghĩa bia uống rượu gì uống rượu ngâm ba cái rễ rồi mình xin dừng lại video đây nghe các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào. Rồi, ăn bánh kem rồi hết đội gì phải không?